Tại Nhật Bản, một tuần sau trận động đất, tính đến chiều qua đã có 168 người thiệt mạng, 323 người vẫn chưa thể xác định được tình trạng an toàn. Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn khi mà tuyết rơi dày, cản trở công tác cứu hộ cũng như là gây ra nguy cơ sập nhà. Bên cạnh đó là tình trạng thiếu nước sạch, nhiên liệu sưởi ấm, cũng như là tình trạng lây lan dịch bệnh tại các khu sơ tán. Phóng viên Long Nguyễn, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin chi tiết. Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang gặp nhiều cản trở do tuyết rơi dày tại khu vực động đất, như trong ngày 8 tháng 1 tại tỉnh Ishikawa, gần tâm trấn, tuyết rơi dày từ 30 đến 60 cm, đường xá vốn đã đứt đoạn, nay lại khó đi hơn khi tuyết dày, nhiều tuyến đường phải cấm ô tô, những căn nhà vốn đã nghiêng ngả sau động đất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết công tác cứu hộ có thể phải kéo dài hơn do thời tiết khắc nghiệt. Ưu tiên của Nhật Bản là nhanh chóng giải cứu những người còn sống dưới đống đổ nát, khôi phục giao thông, giải quyết toàn diện tình trạng mất điện, mất nước trên diện rộng. Lực lượng cứu hộ đang làm việc hết sức mình trong trời tuyết vì những người đang đợi chúng ta cứu sống từ đống đổ nát, vì những người trong gia đình của các nạn nhân. Tôi yêu cầu lực lượng cứu hộ tiếp tục kiên trì các nỗ lực tìm kiếm. Trận động đất vừa qua được xem là thảm họa nghiêm trọng. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sử dụng ngân sách dự phòng hỗ trợ cho những người bị mất nhà cửa, đồng thời xây dựng các nhà tạm để người dân ổn định cuộc sống sau thảm họa. Tại trung tâm sơ tán, nguy cơ dịch bệnh đang bùng phát. Theo chính quyền tỉnh Ishikawa, tại 3 trung tâm lánh nạn với hơn 200 người mỗi trung tâm, dịch COVID-19 đã bắt đầu lây lan. Chính quyền địa phương đang tìm cách cách ly những người bệnh và thực hiện các biện pháp khử trùng phòng dịch, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát ra toàn trung tâm. Cũng theo thông tin từ chính quyền tỉnh Ishikawa, tại các trung tâm lánh nạn, mật độ người quá đông, phòng dịch bệnh rất khó. Bên cạnh đó là thiếu nhà vệ sinh, thiếu nước sạch cũng làm tăng nguy cơ lây lan các dịch bệnh khác. Trong những ngày tới, dự báo thời tiết sẽ càng lạnh hơn, cần đảm bảo vật tư sưởi ấm cho những người dân tại trung tâm lánh nạn này. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.